Xin chào các bạn, chúc khán giả thân yêu của AD một ngày nhiều điều may mắn nha. Các bạn ơi, một thông tin khiến cộng đồng đầu tư quốc tế điêu đứng suốt mấy ngày vừa qua, đó là ở Thái Nguyên, Việt Nam sẽ có nhà máy tái chế Wolfram lớn nhất châu Á. Mà đặc biệt hơn cả, nó là dự án dưới sự điều hành của Marshall Hi-Tech Materials, nhà cung cấp vật liệu Wolfram tiên tiến công nghệ cao hàng đầu thế giới. Đồng thời, Masan Hi-Tech Materials cũng là nhà sản xuất các sản phẩm Wolfram cận sâu lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, với 4 cơ sở sản xuất tại 4 quốc gia và 2 trung tâm R&D tại Goslar, Đức và Thái Nguyên, Việt Nam. Các sản phẩm từ Wolfram của Masan Hi-Tech Materials được sử dụng trong các ngành công nghiệp then chốt như điện tử, hóa chất, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng và dược phẩm. Trước đó, trao đổi với báo chí, CEO của Masan Hi-Tech Materials, Chris Prashal, cho biết Masan Hi-Tech Materials mua phế liệu Wolfram, chất thải Wolfram để chế thành nguyên liệu mới. Doanh nghiệp này chủ trương phát triển các biện pháp tái chế hiệu quả để có thể phục hồi khoáng sản một cách tự nhiên. Trong vòng 2 năm tới, công ty này sẽ đầu tư vào các cơ sở tái chế để có thể tái chế hoàn toàn phế liệu Wolfram, mạc Wolfram, dụng cụ Wolfram tại Việt Nam. Mà địa điểm cụ thể chính là ở khu vực Núi Pháo các bạn ạ. Dự án Núi Pháo là những từ khóa đó đã không còn là cái tên xa lạ đối với các bạn rồi đúng không? Dự án Núi Pháo đã giúp cho Masan Hi-Tech Materials từ một doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, nay đã trở thành nhà cung cấp vật liệu công nghiệp công nghệ cao toàn cầu. Các bạn có còn nhớ sự kiện ngày 18 tháng 6 năm 2010 tại Thái Nguyên, tập đoàn Masan đã làm lễ khởi động dự án Núi Pháo không? Với trữ lượng khoảng 83 triệu tấn quặng Wolfram và nhiều khoáng sản khác như Forex, Bismuth và đồng tại đây, Việt Nam đã chính thức phá vỡ thế độc quyền về Wolfram thế giới của Trung Quốc. Mỏ đa kim Núi Pháo tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên do MHT quản lý, vận hành được biết đến là mỏ Wolfram lớn nhất ngoài Trung Quốc. Đây cũng là mỏ Wolfram quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam được triển khai và đưa vào sản xuất thành công trong 20 năm qua. Mới đây, ông Chris Prashal, CEO của Masan Hi-Tech Materials cũng bật mí về mỏ đa kim Núi Pháo rằng các nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nơi này vẫn còn nhiều mỏ tiềm năng. Trong 5 năm tới, chúng tôi muốn mở rộng khu vực khai thác của Núi Pháo để có thể tiếp tục vận hành và phát triển các mỏ tiềm năng đó trong 20 đến 30 năm tới. Năm ngoái, nhờ nhu cầu và giá các sản phẩm Wolfram tiếp tục tăng mạnh, Masan Hi-Tech Materials đạt doanh thu kỷ lục hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. CEO của Masan Hi-Tech Materials đã đánh giá, Masan Hi-Tech Materials đã trải qua một năm kinh doanh nhiều thử thách, vượt qua biến động của thị trường và ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, doanh thu từ Wolfram cũng như tỷ lệ tái chế phế liệu Wolfram đều tăng, góp phần tạo ra kỷ lục về doanh thu năm 2022. Đầu năm nay, HC Start đã ra mắt thương hiệu bột Wolfram Start to Chain sử dụng trong sản xuất pin. Sản phẩm này được kỳ vọng giải quyết những bài toán năng lượng mới và tạo ra hệ sinh thái năng lượng sạch, đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô điện. Theo đó, thì Wolfram sẽ được thu hồi từ các sản phẩm pin và in 3D đã qua sử dụng và đưa vào tái chế, trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm mới. Masan Hi-Tech Materials đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển công nghệ tái chế Wolfram và các kim loại quý hàng đầu khu vực. Đây là phần giải thích cho lý do tại sao Masan Hi-Tech Materials lại quyết tâm xây dựng nhà máy tái chế Wolfram đầu tiên và lớn nhất châu Á tại Thái Nguyên, Việt Nam. Trong khi Việt Nam vừa có mỏ Wolfram lớn và lại có nền công nghiệp sản xuất xe điện cũng như pin đang phát triển mạnh. Trong buổi trao đổi với trí thức trẻ, CEO MHT ông Chris Prashal trở thành CEO của Masan Hi-Tech Materials, cầm chiếc điện thoại iPhone trên tay và say sưa kể, thông thường các loại pin sạc sẽ bị chai đi sau 3 năm sử dụng và chất lượng của nó không còn được tốt như ban đầu. Vậy làm thế nào để những chiếc pin này có thể hoạt động trong 5 đến 6 năm? Ông giải thích rằng, nghiên cứu của MHT đã phát hiện lớp phủ Wolfram có trong pin và ứng dụng Wolfram công nghệ cao có thể giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm gấp 5 đến 10 lần so với công nghệ hiện tại. Theo CEO của Masan Hi-Tech Materials chia sẻ,
Chúng tôi đưa phế liệu Wolfram về Đức để sơ chế ban đầu. Sau đó, những nguyên liệu này sẽ được chuyển về Việt Nam để hoàn thiện những bước cuối cùng của quy trình tái chế. Trong vòng 2 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư vào các cơ sở tái chế để có thể tái chế hoàn toàn phế liệu Wolfram, mạc Wolfram, dụng cụ Wolfram tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Marshall High Tech Materials cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào hạ tầng tái chế Wolfram ở Việt Nam bằng cách đưa công nghệ từ Đức sang. Đến năm 2024, chúng tôi sẽ tái chế nhiều hơn nữa, biến rác thải sản xuất thành nguyên liệu mới. Chúng tôi muốn mở rộng thêm, không chỉ là Wolfram mà còn có cả cobalt, đồng, lithium. Từ đó, chúng tôi có thể đa dạng hóa sản phẩm cho khách hàng, vị CEO cho biết thêm. Như các bạn đã biết thì Wolfram có khả năng chống vỡ hơn kim cương và cứng hơn thép rất nhiều. Ứng dụng chính của Wolfram trong hơn 100 năm qua là dây tóc trong bóng đèn sợi đốt. Do có thể chịu được nhiệt độ cao và có điểm nóng chảy cao, nên nó được dùng trong các ứng dụng nhiệt độ cao khác như là đèn, đèn pha, bộ phận làm nóng trong lò điện, lò vi sóng, ống tia X và ống tia âm cực trong màn hình máy tính và TV, ống đèn tia âm cực, thiết bị sưởi và sợi ống chân không, và các loại vòi phun động cơ tên lửa tạo ra dây Wolfram, nhẫn Wolfram. Do tính dẫn điện và có tính trơ hóa học tương đối cao của nó, Wolfram cũng còn được dùng trong việc làm điện cực và các nguồn phát xạ trong các thiết bị tạo ra chùm tia điện tử dùng xuống phát xạ trường như là kính hiển vi điện tử. Wolfram còn được dùng làm các màng kim hoặc molyden loại phủ trên miếng silicon để thay thế dây dẫn được dùng trong điện tử thông thường. Trong ngành điện tử, kim loại Wolfram còn được dùng làm vật liệu kết nối trong những vi mạch giữa vật liệu điện môi transistor và silicon dioxide. Một vài ví dụ điển hình của các sản phẩm được chế tạo từ Wolfram để các bạn có thể dễ hình dung về nó và thêm phần hiểu được tại sao Marshall High Tech Materials lại chăm chút cho loại vật liệu này đến vậy nha. Như hồi nãy AD có nói rằng Wolfram cứng hơn thép rất nhiều, nó là một trong những carbon cứng nhất và cũng là một chất dẫn điện hiệu quả. Do đó nó được sử dụng để làm dao, cưa, khoan, đặc biệt là để tự cắt carbon. Ngoài ra nó cũng được sử dụng để chế tạo vật liệu mài mòn và các dụng cụ phay và tiện. Chắc các bạn không thể ngờ được rằng carbon Wolfram lại được sử dụng để làm đồ trang sức đúng không? Đặc biệt là nhẫn có khả năng chống mài mòn cực kỳ tốt và duy trì độ bóng và sáng trong thời gian khá dài, thậm chí còn tốt hơn Wolfram kim loại. Do sự giống nhau về tỷ trọng của vàng và Wolfram, nên Wolfram cũng được sử dụng để làm giả vàng miếng bằng cách mạ vàng khỏi Wolfram. Hợp kim Wolfram còn được sử dụng trong các ngành công nghiệp hàng không và ô tô cho các mục đích như sản xuất vòi phun động cơ tên lửa, cánh tuabin. Nó được sử dụng để chế tạo các hợp kim như thép tốc độ cao, Hastelloy, Satellite. Do mật độ cao, Wolfram cũng được sử dụng để chế tạo chấn lưu cho xe đua, máy bay thương mại, máy bay quân đội và du thuyền. Chắc các bạn sẽ không thể ngờ được Wolfram lại có thể chế tạo ra nam châm vĩnh cửu đúng không? Khoảng 5.5-7% trọng lượng thép Wolfram đã được làm nguội, sử dụng để chế tạo nam châm vĩnh cửu và lực từ cao của nó. Đặc biệt, Wolfram còn được sử dụng trong quân sự, một số vũ khí, đồ bảo hộ, chất nổ yêu cầu Wolfram về sức mạnh, khả năng chống chịu và các đặc tính quan trọng khác của nó. Ví dụ như trong chúng được sử dụng thay thế cho uranium trong máy xuyên thấu năng lượng kinetic, hay chất nổ kim loại bên trong dày đặc sử dụng Wolfram ở dạng bột đặc để tăng khả năng sát thương của vũ khí. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để chế tạo lựu đạn, đạn pháo và tên lửa. Wolfram cũng được sử dụng để sản xuất đèn huỳnh quang. Oxit Wolfram cũng được sử dụng để sản xuất mền gốm. Các thiết bị yêu cầu làm việc ở nhiệt độ cao như ống chân không, ống tia âm cực, đèn sợi đốt cũng được ưu tiên sử dụng Wolfram do nhiệt độ nóng chảy cao và khả năng chịu nhiệt của nó. Nó nâng cao sức mạnh tổng thể của các thiết bị. Nó cũng được sử dụng làm vật liệu kết nối trong bóng bán dẫn, mạch tích hợp. Hệ thống dây điện thông thường hiện đang được thay thế bằng các màng kim loại, trong đó silicon phủ Wolfram được sử dụng. Wolfram còn có khả năng chống lại hóa chất cao và cũng có tính dẫn điện trong tự nhiên. Những đặc tính này làm cho nó thích hợp được sử dụng để chế tạo điện cực, súng phát xạ trường. Hơn hết do đặc tính che chắn tuyệt vời của nó, Wolfram được sử dụng trong chụp ảnh gamma và cũng để che chắn khỏi các bức xạ phóng xạ năng lượng cao. Nó cũng là một nguồn của các mục tiêu tia X quang. Đặc biệt, khả năng chống xói mòn và nhiệt độ nóng chảy cao của Wolfram khiến nó trở thành ứng cử viên đáng tin cậy cho lớp phủ bên trong của các lò phản ứng hạt nhân nhiệt hạch. Đầu phun của máy in 3D cũng được làm bằng Wolfram vì nó cải thiện trải nghiệm in ấn do tính chất dẫn nhiệt và chống mài mòn của nó. Đến đây, có bạn nào thắc mắc rằng Wolfram có gây ảnh hưởng đến con người như thế nào không?
Thực tế, con người không hấp thụ Wolfram vào trong cơ thể qua thức ăn hay thức uống, nhưng mà có thể hít phải chúng khi sinh hoạt, làm việc trong các môi trường có Wolfram. Wolfram thường sẽ không gây độc hại cho người hấp thụ. Hiện tượng ngộ độc Wolfram xảy ra ở những người liên quan đến sản xuất nó. Ở trường hợp này, mức độ ảnh hưởng kim loại trên cơ thể sẽ khác nhau tùy theo mức độ. Wolfram kim loại khi đi vào trong cơ thể con người không được hấp thụ trong ruột và dần bị loại bỏ. Hợp chất Wolfram sẽ hòa tan gây nguy hiểm lớn, chúng động trong lá lách, xương và da. Khi tiếp xúc lâu với hợp chất Wolfram, các triệu chứng như là móng giòn, viêm da, bong tróc da khác nhau sẽ xảy ra. Thế nên các bạn đừng nghĩ là Việt Nam dại dột khi mà để Masan khai thác hết nguồn Wolfram của Việt Nam nha. Bởi vốn dĩ công nghệ của ta chưa đủ tân tiến và đặc thù để phục vụ khai thác và biến đổi Wolfram. Hơn nữa, khai thác mà tạo ra giá trị kinh tế cho Việt Nam, giúp Việt Nam vừa tăng trưởng kinh tế, vừa có thêm vị trí vững chắc trong danh mục khoáng sản, còn hơn là để đấy lãng phí hoặc là gây hại cho con người nhỉ. Các bạn nghĩ khi nào thì dự án nhà máy tái chế Wolfram lớn nhất châu Á tại Thái Nguyên sẽ bắt đầu triển khai? Dự là quy mô sẽ hoành tráng lắm rồi nha. Bạn nào Thái Nguyên nhớ review cho anh em được không với nha. Video hôm nay AD xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên cho AD xin một like, subscribe và chia sẻ video ủng hộ AD với nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.